sinh sâu đâu. Sao? Lấy cái này bôi này là sinh sâu này. Mày nhớt ra. Nhớt cái gì nhớt? Lấy dầu gội đầu đi. Ui lạnh thế. Mày cho lên lưng làm gì đây? Bẩn. Ui bẩn cái gì mà bẩn? Đây. Phủi tóc thôi. Ui. Gội này cho nó bớt về. Nào. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tao TV. Mọi người biết hôm nay tại sao anh em mình lại ở đây không? Đấy. Nói chung là tối hôm qua thì cái mưa quá, cái lều dã chiến của anh em mình nó ẩm ướt và nó gọi là hỏng mất rồi, gần như là hỏng mất rồi. Ui. Thế là anh em mình hôm nay quyết định, mọi người biết quyết định gì không? Anh em mình quyết định ra đê ở. Không phải ra đê nữa mà chui hẳn vào cống. Đấy. Là nơi mà anh em mình sẽ được bảo vệ khỏi mưa và nắng. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ chuẩn bị đồ để giúp vào cống trốn COVID Corona. Đấy, ngày thứ 6 anh em mình sẽ gọi là trốn COVID bằng cách biến cống này làm một gọi là lâu đài tinh ái. Biến lâu đài siêu thế. Biến thành một cái phòng gọi là khách sạn 5 sao thôi. Bắt đầu. Đấy. Đây sẽ là nguồn điện của anh em mình này. Đấy, thấy chưa? Nguồn điện đây này, bóng đây này. Đấy, tại vì trong đấy nó tối mà. Còn đây sẽ là giường ngủ của anh em mình. Nào, cho giường đầu tiên phải cho giường ngủ vào trước đã. Em chui vào trong à? Mày xuống chui vào trong đỡ đi. Mày ép treo được nào? Mày đu được không? Không, nó đu mồm ấy. Đu đi. Trốn lắm. Không trốn đâu. Tin tưởng anh. Đu rồi, đi. Không trốn đâu. Thế thì mày xuống làm nào, mày xuống đi, mày xuống đi. Thế đi ra, em đi đằng kia. Đấy xuống. Tí tưởng không? Tại cái bàn đá sư trần tao rồi. Ồ máy thế. Nào, đúng rồi. Nói chung sẽ biến khu này thành khu resort của riêng anh em mình nha. Ôi ui má đấy. Nào. Ôi cái này nó cầm lắm mày. Ờ, kệ nó. Ôi cua này kệ này. Cua này, cua kệ nó. Kệ nó. Nào, đây đỡ cho tao. Nào. Vào nữa. Vào xong bay. Rồi đặt xuống xem nào. Đặt cân vào nhá. Rồi ok chưa? Đấy. Ngồi lên xem nào. Ấy, không. Để ra ngoài một tí. Ra ngoài một tí. Đấy thế. Rồi đẹp luôn. Ồ, sinh ra là để cho nhau dành cho nhau luôn được rồi. Nào. Ngồi lên đã bỏ dép đi. Để dép ở trên này. Ờ thì bỏ để dép xong gọn một bên. Để chứ còn tí nữa còn nằm ngủ đi chứ. Đấy, quá sạch. Đấy. Nào, đứng lên đây ta xem nào. Ok không? Đây. Ok không? Ok. Đây. Ra, nào bây giờ sẽ thắp sáng căn phòng tình yêu mọi người nhá. Kinh điển, chiếu kinh điển. Ây da. Ây da. Ê, anh. Ây da. Anh có biết là kích cán một phát là nó nổi bụng không? Ừ. Nó phải có bình kích, có phải máy. Hôm nay mà anh dí một cái là có một người bật ngửa ra đấy. Ui, cho chị chọn cháu đi. Bây giờ anh em mình sẽ thắp sáng bằng chiếc bình gọi là bình kích. Đấy nhá. Đặt vào đây nhá. Vâng. Thử nằm xem đủ chỗ hai anh em mình không đủ hết nhỉ. Thừa sức. Đẹp luôn, sinh ra là để dành cho nhau mọi đúng người đúng rồi, nhưng mà cho anh em bẩn. Treo bóng điện lên đã, phải tìm cách treo bóng điện đã. Đấy rồi, ui đẹp luôn chỗ. Ở đây. Đây. Anh ơi. Hả? Anh để lấy một cái que. Que làm gì? Đây đây, phải thắp ở trong đây đây. Que đấy. Đây, tao có, ui, tao có móc mèo rồi, không phải que. Có móc rồi. Móc rồi á? Ôi chết. Không biết đâu à? Không phải, không biết đâu. Mà là đứt mất một cái này rồi. Ôi, thế phải lắp lại thôi. Cái này, giờ đúng nhỉ? Ôi, đúng. Đúng chứ liều. Đây. Ôi. À, thế nó chặn luôn vào đời sáng luôn. Đấy, mọi người thấy nháy nháy chưa? Cái này nói chung là nó sẽ không giật khi không có bình nhá. Đấy. Sao sao? Anh sáng. Đấy. Cái nước kia anh. Rất là sáng nhá, nước trong nhá. Và khu này là gọi là kia là chiếc màn chắn muỗi. Đấy, muỗi sẽ khó vào được. Nhưng mà chuột vào được ấy. Lên lấy gối với lại kia. Gọi là anh em mình sẽ trang trí căn phòng này thành gọi là gì nhỉ?
căn phòng ước mơ nhé. Lâu đài. Lâu đài tình ái. À, trang trí nha, để tao lấy đồ trang trí nha. Mang cả bóng bóng nữa. Ấy sợ. Ui, mát phết đấy, nằm cái này, nằm giữa tươi mát phết đấy. Hoành tráng đấy. Thôi chẳng vừa đâu. À, đây. Dạ. Vừa này. Ui, ui. Ây, chết bẩn kìa. Chân anh này. Ê, tí nữa phải lau đây đấy. Nè. Anh nó bẩn lắm. Còn gì nữa? Còn đây, tao đút túi rồi. À dạ. Ủa, tao sợ chân, đi rửa chân đi. Rửa đấy, nước đấy. Không việc gì. Lau chỗ ngủ luôn. Nào, bây giờ nhá. À đấy. Từ từ. Đây. Đây là hộp đồ bí ẩn. Cái gì đấy, kẹo à? Hộp đồ bí ẩn mọi người ạ. Kẹo à? Đây là bóng bay. Bóng bay nhá mọi người nhá. À, trang trí à, trang trí à? Trang trí. Nào, thổi bóng bay đi. Này. Trang trí phòng. Ui, nổ đau lắm á. Chơi rồi đấy. Thôi đấy, thôi đấy. Trượt. À, đây là bóng bay đỏ. Bóng bay gì nè. Đây là khung cảnh nhìn từ trong ra ngoài nha mọi người nhá. Nói chung là do cái bóng bay, cái bê tông này, cái băng dính của anh em mình dán khung đấy được quá. Thế nên là dán được có mấy quả rồi. Anh em mình định dán hết khung bóng bay rồi. Nó dính kém quá. Còn đây, bóng điện đấy, đấy nhá. Còn đây là khu suối đằng sau đấy. Nước rất là trong nhá mọi người nhá. Nước rất là trong nhá. Rồi. Đấy. Nước rất là trong. Cầu mong thì tối nay không mưa to. À, rồi đây. Bây giờ anh em, là sẽ... anh em mình này. Anh em mình sẽ đến giai đoạn gọi là gì nhỉ? À, tìm kiếm sinh tồn thức ăn. À đấy quên. Trước khi đi nói chung là tìm kiếm thức ăn thì anh em mình đây mình đã chuẩn bị phục thần kỳ mọi người biết là gì không? Kẹo à? Này. Nói chung là do Covid anh em mình đi cách ly mấy ngày rồi nhỉ? 4-5 ngày. Ừ, hình như hôm nay ngày thứ 6 rồi, thế nên là tóc anh em mình đã mọc rất dài. Tại vì kể cả ở ngoài chợ hay ngoài quán đều đóng cửa hết nên là không ai cắt tóc. Anh em mình đã chuẩn bị được một gọi là máy cạo râu Philip. Máy cạo râu. Đấy. Đây. À, siêu vết đấy nhỉ, cạo râu. Đấy. Cạo kiểu gì đấy? Nào, tao cạo cho mày nhá. À, bây giờ mày em cạo nó. Mày cạo cho tao trước hay là tao cạo cho mày trước? Nào, cởi áo ra. Anh cạo cho em trước. Đến chuyên mục chuyên mục gọi là làm thợ cắt tóc mọi người ạ. Em cạo trước. Mày cạo, tao cạo cho mày hay mày cạo cho tao? Em cạo trước. Không, tao cạo cho mày trước đi. Ôi, không, thôi đi. Được, được, cho mày cạo trước. À, thế thì tao dịch cái này vào tóc. Từ nãy em mượn cái áo anh. Mượn làm gì? Thế bên trên không có dặm cùng. Đây, tí nữa có đồ nghề đây rồi. Đấy, tí nữa sẵn lòng suối đây anh em mình sẽ khội đầu. Ấy, sao lại có 20.000 trong túi cho này em. Mà cho thì cũng được cái gì, có mua được cái gì đâu. Chứ còn ra chợ đâu. Cảm đi. Sao? Cái này dùng thế nào nhỉ? Này, đừng có tông mất máu của em nhé. Tao cẩn thận rồi đấy. Này hình như nó chỉ cạo được ngắn thôi hay sao ấy, im xem nào. Bình tĩnh nhá. Cạo được nào? Hành nghiên cứu mọi người ạ. Hành nghiên cứu, đây. Ui. Đây mới là quả chuẩn đây này. Nào, anh nói chung là lần đầu tiên cạo nó hơi bối rối đấy. Chưa bao giờ tự cạo đầu cả. Nào, làm thử. Anh cạo được nhá. À đấy, thấy chưa? Anh cạo phải bấm các cái ô tròn chứ. Thế bình tĩnh. Đã làm thợ cắt tóc bao giờ đâu? Em thấy người ta cắt thế mà. Thế mày thử cắt cho tao xem nào. Đó. Cắt như người ta phải bấm cho nó thành nếp ra chứ. Kì, bấm thành nếp. Ôi hàn xuống. Đấy. Ây da. À. Ai cẩn thận nhá, đừng có xẻo tay nhá. Đấy, êm vết. Đấy. Cắt theo nếp cũ chứ. Ừ. Tương lai làm thợ cắt tóc được ấy, nhỉ mày ấy. Chuẩn này, giấc mơ của em thành cắt tóc Hàn Quốc ấy. À. Ừ.
Siêu vết đấy nhỉ. À. Ui đâu anh chẳng hiểu một tiếng à. Chẳng hiểu là gì? Đâu anh đây gầu à. Gầu á? Ừ. Có gầu thì tao sống bẩn đâu mà gầu. Đây gầu nè. Ui. Cái này nó gần giống nó cũ à. Ồ đâu? Ồ nồi nồi nồi. Hơi ổn đấy. Tao đi. Được không đây, đừng có cạo mất hình của tao nha. Được. Tao thấy không, cảm giác không tin tưởng rồi đấy. Ấy mà không có run đấy. Buồn buồn đấy. Anh cứ tin tưởng em đi. Siêu vết đấy nhỉ. Chờ đâu. Cũng ác phết đấy nhỉ. Kìa. Em xem ở trên mạng người ta cạo suốt chứ. Thế là sao tao cạo cảm giác nó khó đấy nhỉ. Thế cái hôm anh đi vào vi sai các cậu anh không nhìn à. Có mắt mà không nhìn. Được, nhanh lại. Sau á, anh thử cho em một cái xịt, em về em chuyên cắt tóc cho anh. Mỗi hôm cho 10 triệu mũ là được. Ok. Giả hẳn 5.000. Được, mỗi lần cắt 5.000 nhé. Quả này cắt em mà cắt đẹp anh cho em 5.000. Từ từ, hình tròn trước. Hình kinh điển này làm cẩn thận. Thế nào? Thật hết sức cẩn thận nhá. Yêu anh nói cho tôi dùng tay ấy. Yêu bảo ơi. Cô cười. Thôi dùng tay ấy này. Sao sao mình toàn luôn cứ yên. Lâu thế tao thấy người quán người ta làm nhanh nữa mà. Em mà cắt được nhanh em mở quán rồi. Cứ phải từ từ. Thôi được. Cẩn thận không đấy? Em á, chuyên cắt tỉa lông gà, anh không biết à? Tao có phải gà chọi cho mày đâu. Em cắt hơi bị chuẩn đấy. Sắp xong chưa? Sắp rồi. Lâu thế? Đây. Làm ăn lâu làm mới thì rồi. Cạo chân, cạo dưới nó mới trắng chứ. Chẳng thế à? Anh cứ vội nhỉ. Ở đây còn phải chán. Xong được nửa chưa? Gần xong hẳn rồi, em cạo lại thôi. Thế thôi, được rồi. Đẹp luôn, thử đã. Đấy, cạo cho mày trôi hết mọi cái này đi. Rồi, tí nữa gội đầu là trôi. Nào, phủ. Cắt cho em ấy. Nào, đến lượt tao. Được chưa? Xoay không? Thôi, tí nữa. Nào, làm giữa. Ai dạ. Nói chung là lần đầu tiên làm thử cắt tóc mọi người nhá. Cắt cẩn thận rồi. Đấy. À, sau đây là màn trình diễn. Anh bấm chỉnh trước đây. À, bấm chỉnh á? Chứ mày cứ cao lên. Đây. Bấm thôi. Không cần đưa phát. Có quả nhân quả đầu ăn diễn anh đúng không? Đấy. Lâu thật đấy. Anh mà cắt hỏng là phải đưa em đi 30 chai đền đấy.
Đẹp 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 đẹp. Chuẩn bị đi kiếm cơm mà người cắt tóc được rồi đấy. Cẩn thận đâu, cẩn thận nào. Ở đây cẩn thận nhá. Ui sao bỏng thế. Bỏng á? Bỏng không? Đấy, nào từ từ, xem nào. Nào, ngồng đầu lên. Được chưa? Ê, đây, 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 còn ít. Ừ, ít. Không đi hả? Rồi, ok. Dạ. Rồi, cháu xin tiền. Hả? Xin cháu xin tiền cắt xê nào, cắt tóc nào. Đó, đẹp, của tao hết chưa? Đó. Nói chung là hơi bị đấy đấy, hơi bị chuẩn đấy. Ui cái này nhậm quá. Đây lần sau anh em mình sẽ không phải ra quán nữa, sẽ tự anh em mình sẽ cắt. Đấy đấy, đấy. Đấy con đạn dưới này. Đạn này. Đây đây đạn này. Đấy, lần sau là lại tiết kiệm được nhờ COVID mà anh em mình phát hiện là anh em mình có tài năng phết đấy. À đây, mấy nằm xuống đây. Nằm đó. Để anh sẽ gọi. À, gội đầu. Nam bé. Nhưng mà cả người em này với người á. Hay là mày gội cho ta trước? Không, em trước. Ừ. Em ngứa lắm. Rồi, ok. Ơi, làm cho. Làm mặt ra ngoài nhá. Gạ một công đôi việc. Đó. Là... Đấy. Lại đây. Lại đây. Từ từ. Không gội đâu rồi. Không gội đâu, gội giờ nhỉ? Không gội. Lạnh gì mà lạnh. Nhà còn nóng lạnh cả, gội quay ra đây, gội ra đây. Nóng lạnh. Sao rồi, massage đầu không? Ủa, đập bóp cẩn thận vào. Đập bóp cẩn thận à? Tí cho thêm mấy tiền, mấy nghìn tiền bò nhé. Anh làm cẩn thận vào đây. Biết rồi. Này, gãi sướng nhá. Đấy. Nhưng mà cạo đều. Đây là gãi, điệu gãi của cho chó. Gãi đây. Đấy. Ok không? Ok. Sướng không? Anh phải đấm bập bập bập. À, thế này à? Không không. Thế à? Thế anh, đấm thế nào? Xoa, kiểu xoa kiểu xoa. Xoa xoa, thế này à? Không. Co mù à? Hay là thế nào? Xoa từ tôi à, xoa xoa bạc vào. Thế này à? Không đâu. Hay là thế này? Này, không phải đánh đâu. Nào. À ui, lạnh ui. Bắt không? Lạnh chưa? Lạnh à? Lạnh quá. Lạnh cái gì mà lạnh? Lạnh. Anh thua gì nhỉ? Ui. Đang cúng quá mưa xuống đấy. Ai cúng mày cúng COVID hay là cúng thường? Cúng thường. Cúng thường thì còn được, cúng COVID là tao cho mày gọi là đi gọi là đi thiêu đấy luôn đấy, không cần phải cách ly nữa đâu, thiêu luôn đấy. Nào đi ra đi. Trên lưng nữa chưa, mũi sạch và mũi áo của anh ấy mày. Sạch rồi, tao vũi thì yên tâm, trắng phết đấy nhỉ. Ở trên đầu ấy. Hả? Ở trên đầu ấy. Trên đầu còn đâu? Cái gãy ấy. Hết rồi, có xà phòng, có dầu gội đầu nó hết mà, nó đi hết mà. Đấy, rửa mặt đi, lấy tay rửa mặt phát là xong. Nào, đến lượt tao. Đấy, ok chưa? Xong chưa? Rồi. Đấy đi. Rồi. Nào, đến lượt tao. Đến lượt anh à? Ừ, ok. Làm ngấm nhắm mắt rồi. Đâu gội đầu này. Nắm bước. Đấy, nắm mắt đâu. Em gội kỹ em ấy. Nắm mắt lại đây. Ừ. Nắm mắt đâu. Đấy là cái này. Nhanh lên. Ừ. Rồi. Rồi đầu tiên. Rồi nha. Ui. Nước lạnh. Rồi. Nước lạnh thế. Ui. Đây. Bắt đầu bị kia của em này. Ui. Lạnh thế. Đừng. Đừng to lên lưng. Ui. Lạnh lắm. Ui. Hả? Đầu anh không cần gội dầu đâu. Sao? Lấy cái này bôi này là xịt dầu này. Quên nhớ đây.
nhất, chịu nhất. Lấy dầu gội đầu đi. Ui lạnh thế. Mày cho lên lưng làm gì đây? Bẩn. Ui bẩn cái gì mà bẩn. Rồi. Phủi tóc thôi. Ui. Gội này cho nó bớt về. Nào. Dạ. Cẩn thận. Nào lấy dầu gội đầu. Đây gọi là dầu ủ này. Ủ cháy này. Rồi. Nào. Đấy. Nào, tao đập cho dở đấy. Ây, ây. Này. Cẩn thận làm ăn, cẩn thận thận ra khoảng nhỉ. Ôi, dạ, lại sao lại đừng có cho lên lưng tao tí nữa. Ủa thôi thôi thôi. Thôi chết đầu nữa. Tao không kêu chết thiết chân lưng tí nữa mày vắt tao tắm. Ây à, không cần mặt nữa. Không cần mặt. Đây. Gãi này. À. Quả này em gội cũng là hết cả giận cả chuối. Thấy chưa? Ui. Giết nhưng mà thì nó mới sạch. Ui, làm lên cả đít thằng kia. Rồi, cái mặt ta tự rửa được. Ngưỡng cậu quá. Sạch luôn nha. Đỉnh lại, đỉnh, được đỉnh, chưa? Đỉnh của đỉnh. Xong rồi, vuốt nước lưng đi. Có cái này có một trỏ này cũng cạo nó đâu. Cạo thôi, không cạo. Thế là kẹp hết nước xuân đi luôn. Kẹp hết nước xuân đi à? Đấy. Ui. Thật mà, điệp mà. Nào. Quả ra. Cái này còn hơi lớn một tí. Nước quả luôn nhờ. Đỉnh không? Tưng một lại. Ấy à, con ria. Đó. Cạo ria. Thế cạo nào. Tao phải giữ dâu ý. Ria chơi đi chơi. Mày cạo thắt mất dâu tao. À, rồi. Đây, mày dinh ở xuống dưới. Không. Đó, chơi đi chị xuống một tí. Tao bỏ ra mày làm một tát. Chó sứt nó ổn không? Mồm anh bẩn lắm. Lâu la đấy nhờ đường hết. Ra tận ghét đấy. Đường gì nó mòn đấy. Cạo lông mũi không? Cạo lông mũi không? Không. Ông có cắt tóc không? Đấy là tiệm cắt tóc Tam Mao. Dưới lòng đất. Đúng rồi. Sao mà? Này, kéo lông sạch đi. Ok. Đầu em đẹp không? Xoay lại. Hả? Đẹp. Đầu đây. Anh đẹp đấy. Đầu em xấu mới bảo. Lấy cái gương đây tự xoay. Đó. Này, xoay đi. Rồi. Bây giờ đi kiếm cái gì? Ăn đói quá nhỉ? Anh cắt xấu. Xấu cái gì? Đẹp. Cái này là móm ở đây mà thì. Móm cái gì mà móm? Đẹp rồi. Đẹp. À đây. Đây, cái này mới là cái cạo sâu này. Đó. Đúng không? Thôi, thế thử, thử một cái. Ây. Thử. Anh làm biểu. Ây. Ui, cái hàng tạo. Vô cầm nhái. Xin cơn hẹn. Mọi người thấy đẹp chưa? Ui, chất lạnh như mặc áo ấy. Ui, à đây. Từ từ. Không thể thiếu được. Thuốc lào ấy. Có thôi hả? À bây giờ là sau khi ẩn ra lại thằng chó này. Không phải tao phát bây giờ lắm đấy áo tao để lau à. Nói chung là bây giờ anh em mình đã đẹp trai hơn cả kia rồi. Hàn Quốc à. Thế là anh em mình sẽ bây giờ bắt đầu kiếm cái gì để ăn này. Đói quá. Đấy. Mọi người thấy Dubai chưa? Dubai cái gì? À, làm gì không? Mùi sặc sụa. Mùi sặc sụa. À, mát thế thế. Sướng. Kiếm cái gì ăn nhỉ? Ôi, ở cái hố này có cá không nhỉ? Có giỏi lắm được vài con kiếp thùng dầu ý. Dầu đồng.
cá chê tối đây có đấy, hay là tối anh em mình rình câu cá chê ở đây nhỉ? Tối á? Ờ. Ai ra? Luôn đi. Anh em mình kiếm luôn thì con tối khó này lắm. Có bắt được. Để tao kiếm cái củi. À. Đúng rồi. Anh em mình sẽ bắt một cái bếp ở đây để gọi là phong, cho nó phong cách Dubai, nướng nướng đồ ở đây nhỉ. Kiếm kiếm con cá đấy. À, thế thì tao lên mượn trên tao bắt dưa đồng nhá. Bắt được sao được? Tao giá cá mà không bắt được. Đấy. Anh mà không bắt được thì sao? Đấy, đẹp trai rồi. Đấy. À, sao? Anh thấy tay người đỉnh không? Đỉnh không? Sao? Được đấy. À, bây giờ bắt đầu chuyên mục kiếm đồ ăn. Anh kiếm em ở đây em trông lều nhá. Ừ, nằm đấy mà ngủ một giấc đi. Ừ, không có sợ bọn nó ăn trộm địa bàn đấy. Cái này địa bàn đang tranh giành căng lắm. Anh bắt lửa lên anh ơi. Bây giờ đến chuyên mục ẩm thực trong cống nha mọi người nha. À, lúc nãy mình vừa mới lên xin được mấy ông đánh kích khối rô nhé. Rô ấy, rô đồng luôn, chỉ cống ấy. Chỉ cống ấy. Tại vì... này không chết đói được rồi. Rô đồng thì không sợ chết đói. Đang định đi kiếm thì gặp luôn mấy ông đang đánh. Cho em cái quay ra. Từ từ cho nó cháy lên đã. Đấy, mọi người thấy quả bếp lửa Dubai của anh em mình thế nào? Siêu quả... Dubai. Kinh điển không? Đấy, tướng. Không bao giờ cháy được đồng. Này mà bình thường mà này mà về nhà mà kiếm con gà con vịt thì nướng thì đẹp nhưng mà thôi. Cho em cây vàng đẹp. Ừ, được. Đấy, nói chung là anh em mình cứ sẵn đấy, đừng nướng lửa côn tí nữa cho nó cháy củi lên đã. Thì bắt đầu mới nướng gọi là nướng rô đồng Dubai trong cống. Đây gọi là cống gì? Cống đồi. Cống đồng. Nói chung là mình đã chuẩn bị cả cần câu ở đây này, đâu đây trên này này. Đấy. Tối anh em mình sẽ rình ở đây. Câu cá chê ở dưới này này. Nhiều cá chê con đấy. Các bạn lúc anh em mình động nước hết rồi thì nên là nó không dám ra nữa, khó câu lắm. Tối anh em mình sẽ gọi là đêm tân hôn trong cống. Đây, đây, đây cá chê. Em nhỏ. Dạ. Chú chú mềm mại. Các kiểu, ấy như này. Nhỏ lắm, làm cả phát và tốt đấy. À, thôi nó tốt. Cái lắc của trong cống nó vang. Nói chung là nó bị phê đấy mọi người ạ. Mọi người đã được thưởng thức Dubai như thế này bao giờ chưa? Mặc dù trong cống thì có thể gọi là hơi hơi nhỏ một tí nhưng mà rất là sạch sẽ nha mọi người nhé. Không có bẩn đâu nhé. Thoáng mát. Thoáng mát. Gọi là mưa không tới mặt, nắng chả tới đầu. Hơi bị Dubai. Đỉnh cao ấy nhỉ. Rô đồng nướng thì hơi bị ngon ấy. Chả chả. Bây giờ vẫn dậy rồi. Cái gì nó mà dãy, chỉ như dãy là mồm. Đấy, 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 đấy. Không biết chín chưa anh nhỉ? Ok. Chín chưa? Ừ, thường lắm, chín được chín. Nào, bắt đây. Chén này, chén này. Thì đây, chén ở ngoài này. Trong đấy là để chú ngủ. Chà chà, là về. Từ từ, cạo đá, cạo đá. Ngon đấy. Ui. Đây em con chơi chiến từ từ tao cạo cho con này cạo vang lên mày nướng chưa ổn này đó ổn rồi mày nướng chưa ổn anh có cái cây nào kia trên cái cây làm gì em cạo cạo làm gì nữa con đây có cạo được đâu đó. Đồng đấy nó phải nướng như con này này đấy thấy chưa con này chưa được lắm đây này đây rất là ngon nhá mọi người nhá làm chi đâu bóc vỏ luôn ngon đấy nướng lửa này nó mới ngon nướng này ngon cực nha nó thơm lắm nha rô đồng nhá cực kỳ thơm cực kỳ ngon mời hết, mọi người nhá hết xương luôn coi như là đây là bữa ăn khánh thành ngôi nhà mới của anh em mình ngôi nhà mình sẽ đặt tên ngôi nhà này là ngôi nhà ngôi COVID. Nhà không công nghệ ngôi nhà COVID COVID gọi là chống COVID đấy. Này, ê, 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 em, em, em. À, ngon. Ngon không, ngon không? Nhưng mình bóc cái da mất ngon đấy. Không. Da nó ngon lắm. Cầm cả rồi. Toàn thịt nha mọi người nhá. Ngon lắm. Để em lại bớt mới. Ngon này. Ngọt thật, rô đồng. Với các bạn đi. Ngọt lắm. Rô đồng nướng thì thôi được. Ăn gần như cả lóc anh nhỉ. Ngon hơn cả lóc cơ. Ngon chắc chứ.
hơi nhiều xương. Sao cái này tốc tẹp, tốc tẹp, tốc tẹp. Ngôi nhà này tiêu tiện nhỉ. Ở đây thì không thích rửa tay à? Là sạch. Rửa tay gội đầu tắm rửa chỉ trong vòng một nốt nhạc, nước rất là sạch nhá mọi người. Rất tiếc là hơi cái này, cá này nó hơi ít thịt vì nó bé. Quan trọng là thoải mái. Cống cái khá to nhá, mình ngồi là vươn lên thì chặn. Còn mày thì vươn cái gì? Mày nó đứng. Vừa á. Ngồi đi. Ngôi nhà này nó khoảng tầm mấy mét vuông nhỉ? 4, 5, không được, 4 mét vuông. Và thể tích, phải tính thể tích cơ. Một hơn 1m2, 1m2 nhân với chiều dài. Quên mất cả tính thể tích kia rồi, hình trục rồi. Lâu ngày không đi học. Quay. Bỏ học lâu. Học hành quay. Cái giá thật nghiêm. À đâu. Pi đường kính à thể tích bằng pi nhân 3.14. À pi 3.14 là 1. Đường kính. Đường kính nhân 3.14. Ê, còn chiều cao nữa. Muốn tính. Nóng mặt. Muốn tính diện tích hình tam ta lấy cái dãy tam phẳng nữa à? Phải bài đấy không? Chọn chọn chọn. Thơm lắm. Lắm thương. Thơm nhưng mà lắm thương. Nhưng mà anh em mình phải nghĩ cho đi đi đâu chơi chứ. Có suốt ngày giúp ở đây thì chán. Giúp gì hết? Hay tí nữa chúng đuổi tôi đi. Mình đi mà đuổi. Tao ăn uống đấy rồi. Đấy rồi. Bây giờ á, tao chỉ có kia thôi. Làm một giấc. Làm một giấc xong rồi tí tối ngồi rình ở đây để câu cá chê. Nhiều cá chê cơ đấy. Không to đâu nhưng mà để mấy đời. Nhưng không được động nước cơ. À quên. Chấm ở trong nước. Chắc thịt rồi. Chắc thịt lắm mọi người. Thơm. Vẫn thơm hay làm xương. Rửa tay tùy thích kìa. Anh em mình rửa tay rửa cho nó đi ngủ ấy. Đi ngủ xong rồi để tối dậy để đi câu câu cá chơi dọc suối này. Có cả đây quanh quanh à. Nào tránh nha. Em nằm ở bên trong. Đợi anh này. Để đấy nào. Để nước chấm đằng kia. Làm một giấc ăn uống no nê rồi. Phải đeo khẩu trang đi ngủ. Nói chung là phòng chống rất người ta đột nhập sao? Phải là kỹ càng để qua được đợt dịch Covid. Hôm nay là ngày thứ 6 anh em mình chiến tranh với bọn con vít này, con đấy. Thôi, bây giờ anh em mình phải đi ngủ đây. Rồi. Clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Bye bye các bạn nhá. Nếu các bạn thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment những gì gọi là các bạn suy nghĩ về gọi là ngôi nhà mơ ước này. Và nếu mà thích ngôi nhà này anh em mình có thể bán giá chuyển nhượng là 500.000 đồng. Chuyển nhượng. Thôi, nói chung là anh em mình bây giờ phải đi ngủ đấy, để tí nữa cho nó khỏi động nước anh em mình sẽ câu cá chê ở trong này. Và tối nay anh em mình sẽ gọi là ở đây để xem là nói chung là tình hình con vít nó đến đâu để anh em mình tiếp tục trốn tiếp. Tối ngủ đây luôn. Đáng nhẽ okay anh phải mang cái theo cái đài cắt xét để nghe. Đài đi điện thoại đây này. Bây giờ thời đại công nghệ rồi các bạn. Chào tất cả mọi người nha. Bye bye. Ấy tắt điện đi. Tắt đi. Ấy sao hơi bị công nghệ đấy nha. Anh chị chưa? Đấy. Nằm cằn lấn 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 lấn. Rộng mà.